Thì mình có đi ngang qua đường Phạm Thế Hiển á, thì mình có ghé mình mua bánh bò chảo. Đây là một cái nơi bán bánh bò cũng khá là hot ở thời gian hiện tại. Và mỗi ngày á, thì thường bán là khoảng gần 4 giờ mới bán, lúc nãy mình về hơi vắng nên là mình có mua được. Thì của hai vợ chồng cũng hơi cao tuổi và bán cái bánh bò này, cái giá của nó thì cũng không có cao mà cũng không có rẻ, mà 5.000 cho một cái không nhân và 10.000 cho một cái có nhân. Đây là cái phần bánh bò chả mà mình mua lúc nãy. Thì mình mua là bốn cái không nhân đó. Lúc trước thì bán ở trước cái cổng trường tiểu học gì đó mình cũng không biết nữa, rồi sau này thì bây giờ hiện tại thì bán ở trước chợ Phạm Thế Hiển á đó. Vì giờ xuống chợ Phạm Thế Hiển bán rồi, bán ở trước đó đó. Lúc nãy thì cũng có một vài người mua. Thì đây là một cái bánh 10.000. Nếu như mà hỏi cái bánh 10.000 với lại cái bánh 5.000 nó có khác gì nhau hay không thì thật sự ra nó không có khác gì á. Mà chỉ có giống như là thêm một ít bơ đậu phộng vô với lại một chút xíu phô mai vô rồi ạ. Đó nên là nếu như mình ví dụ mà ăn mình thấy là ăn bánh bình thường được rồi, chứ đừng có thêm cái topping vô làm cái gì. Đây là một cái 10.000 nè, mình sẽ mở ra cho mọi người coi. Đó, thì bơ đậu phộng cũng không có nhiều lắm đâu, cũng khoảng chừng đâu đó được nửa muỗng cà phê à. Và sau đó quết quết vô thì bơ đậu phộng nó sẽ chảy ra. Đây là cái bánh bò này. Bánh bò thốt nốt, bánh bò nướng chảo, bánh bò thốt nốt gì đó. Đó, còn đây là cái bánh thường đó. Cái bánh thường một cái như vậy á, là 5.000. Thì chủ yếu là bột thôi, bột rồi bỏ thêm đường thốt nốt rồi sau đó bỏ lên cái chảo á và nướng ở trên chảo rồi cho nó săn bánh bò lại, thì ăn cũng giống như là bánh bò bình thường thôi. Cái mùi á thì nó nghe cái mùi bánh bò, cái bánh bò nướng á. Nếu mà mọi người đã từng ăn bánh bò nướng rồi mọi người sẽ biết được cái mùi đó, nó y chang như cái bánh bò nướng vậy. Chứ nếu như họ có nghe cái mùi thốt nốt hay không thì thật sự ra mình cũng không nghe, mình cũng chưa biết là cái này ăn có ngon hay không. Về cái hình dáng của nó thì nó tự tự giống như là cái bánh tay yến, nhưng mà nếu như mình ví dụ mà thích ăn thì mình thấy là thích ăn bánh tay yến hơn, do là bánh tay yến á, những cái viền ngoài á, nó giòn ăn nó ngon hơn, còn cái này thì cái viền nó rất là mỏng đó. Lúc nãy mình mua chắc đâu đó cũng được 45 phút rồi, nó cũng còn hơi ấm ấm một chút xíu à. Ở cái phần chính giữa nè thì nó nhô nhô lên giống như là bánh tay yến vậy đó. Đây là cái phần bánh bò nướng, nó nướng bằng chảo nên là ở phía đằng sau này thì nó hơi đen đen một chút xíu. Bây giờ mình sẽ xé và mình ăn thử xem. Nó có cảm giác là nó dài dài nha, nó hơi dài á. Ăn cũng khá là ngon miệng á, nhưng mà nó ngọt quá, phải nói là thật sự rất là ngọt luôn á. Có gì nữa đây? Gì vậy? Cái này giống như là sơn hay gì vậy ta? Nè, không, có một cái màu xanh xanh nè, chứ mình là cái lớp sơn hay gì á. Ăn ăn thì cũng được á. Do là nó nướng lên á nên là nó dai hơn là cái bánh bò trắng mà mình ăn. Nhưng mà nếu mà họ có thích cái món này hay không thì thật sự ra mình thấy cũng bình thường. Thấy nếu như mà ăn cái này á, mình ăn bánh bò nướng á, bánh bò mà nó nướng lên á ăn thì ngon hơn cái này á. Một cái 5.000 như thế này thì cũng được, cũng không phải gọi là mắc. Thì bánh bò bánh tiêu người ta cũng bán 5-6 ngàn gì cái thôi, nhưng mà mình thấy cái phần mà có topping này giá 10.000 như vậy á, thì hơi cao, bởi vì cái phần nhân á, cái phần nhân thì nó cũng chỉ có một chút xíu là bơ đậu phộng ở trong đó thôi chứ không có nhiều quá, thấy không, khoảng chừng đâu đó khoảng một muỗng cà phê à. Đó, khoảng chừng một muỗng cà phê sau đó thì quết lên. Ngoài ra thì nó có thêm nhân phô mai với lại nhân gì nữa mình quên rồi, mà chủ yếu là mình thích bơ đậu phộng này hơn.
Mình cũng không hiểu người ta thích vì cái gì nha. Tuy là nó dễ ăn thiệt á, nhưng mà cái vị nó ngọt. Với lại một phần này ăn thấy cũng như là bánh, mà bánh tổ ong mới không, cái bánh mà người ta hay bán, mấy người hay bán mà nó có mấy cái sọc sọc sọc, có mấy cái lỗ 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 ăn đi chăng. Cái màu vàng này thì cũng có thể là do đường thốt nốt nè, cái phần này nè thì ăn mới cực kỳ giống như bánh bò ấy, y chang như bánh bò luôn. Cũng khá là ngon á. Nhưng mà hơi ngọt. Nói chi mà nó giảm ngọt xuống á, người bán á, cô chú bán á giảm ngọt xuống á thì ăn nó sẽ được hơn. Cái phần bột này nó cũng dai. Nhưng cái món này ăn chơi á thì được. Tôi sẽ thử nửa cái này coi. Bơ đậu phộng. Nhân là nhân bơ đậu phộng nha. Đậu phộng này á có thể là tự làm hoặc là mua mua ngoài chợ. Nên là tuy là nó là bơ đậu phộng nhưng mà ăn nó cái mùi nó không có giống như bơ đậu phộng những cái loại của Mỹ mà Skippy mà mình đã từng ăn. Cái loại bơ đậu phộng này thì nó dở hơn. Nhìn chung lại á thì ăn nó có cảm giác giống như là ăn bánh rán Doraemon mua ở trong siêu thị á, nó cũng y chang à, chỉ có điều là cái này thì nó mỏng hơn, còn bánh rán Doraemon nó thì nó sẽ dày hơn đó, y chang bánh rán Doraemon thôi. Có thể đối với người khác thì thấy ngon, còn đối với mình thấy cũng bình thường. Bởi vì bánh này nó ngọt quá thật sự luôn, nó rất là ngọt luôn. Mình nghĩ á, nên giảm ngọt một chút xíu á thì nó sẽ hay hơn. Mình thì mua ăn thử cho biết thôi, tại vì thấy cũng ngộ ngộ á, mua ăn thử cho biết. Mình ăn không à thì thấy cũng bình thường. Nhưng mà ngọt cực kỳ luôn á, cái độ ngọt ngọt kinh hồn luôn. Rồi như là chè vậy, đây là nó làm mất đi cái phần ngon. Phải chi mà giảm ngọt xuống á, chỉ ngọt ít thôi thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều.